Trên địa bàn tỉnh Phú Yên, sau khi bão số 9 đi qua, các ngành chức năng và chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, chủ yếu là sự cố về điện và nhà ở của người dân. Gió giật mạnh đã làm 12 trụ điện bị ngã đổ hư hỏng đường dây và làm mất điện nhiều xã phường, thị trấn, làm 45 nhà dân bị sập và hư hỏng, 27 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị vỡ bờ bao, 2 tàu thuyền bị chìm, ước tổng thiệt hại khoảng 6,2 tỷ đồng. Ngay sau khi bão đi qua, tỉnh Phú Yên đã huy động tối đa lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên giúp đỡ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, sửa chữa lại nhà cửa. Ngành điện cũng đã huy động kỹ sư công nhân cùng phương tiện khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất.